Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Và trên tay mình đang là chiếc Redmi Note 8 Pro. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi các bạn video test hiệu năng của sản phẩm này. Cụ thể thì về cấu hình chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro, nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Helio G90T, một con chip tùy biến của con chip G90 và sẽ dành chuyên cho chơi game. Trong video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau test xem là hiệu năng chơi game của sản phẩm này nó sẽ như thế nào nhé. Và chiếc Redmi Note 8 Pro này thì mình có mượn tại cửa hàng Mobile City. Nếu như bạn nào muốn tham khảo thì có thể truy cập link mình để bên dưới phần mô tả nhé. Ok, quay trở lại với chiếc Redmi Note 8 Pro của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem điểm số AnTuTu của con chip Helio G90T. Nó đạt được một con số rất là cao, lên tới là 225.000 điểm. Đây là cái phiên bản AnTu V7 nhá. Còn phiên bản AnTuTu V8 ấy, thì cái điểm số này nó còn cao hơn nữa cơ. Đây thì điểm GPU của nó đạt được cho chúng ta là 70.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 84.000. Đó, ok, đó là điểm số AnTuTu. Và để hỗ trợ cho người dùng có thể chơi game được ở trên thiết bị này một cách tối ưu cũng như là tốt hơn, theo dõi được nhiều thông số hơn, thì Xiaomi cũng bổ sung thêm chúng ta một cái tính năng là Game Speed. Khi mà các bạn vào đây thì nó sẽ có một không gian giống như ở trên những thiết bị chuyên chơi game của Xiaomi như là Black Shark Halo. Ở đây thì các bạn sẽ có thể add được tất cả các tựa game mà các bạn đã tải về. Ở đây ví dụ như bên này chưa add thì mình có thể tích vào. Đó, là nó sẽ tự động add vào bên trong cái bên game này. Đó, và trong cái menu launcher game này, và các bạn vuốt những cái tựa game mà các bạn muốn chơi thì có thể tìm vào đây. Chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro này thì nó còn hỗ trợ luôn chúng ta khả năng tản nhiệt bằng chất lỏng, và chúng ta sẽ cùng nhau thử test xem là cái khả năng khi mà chơi game thì nhiệt độ của nó sẽ nóng lên như thế nào. Và tựa game trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ test đó chính là tựa game PUBG Mobile. Và ở đây thì hiện tại nó hiển thị chúng ta cái phần trăm pin nó đang là 62%, và cái thời gian đang là 7:42, và mình sẽ test trong vòng khoảng 15 phút nhá, xem cái tựa game này nó sẽ chơi như thế nào, và cũng như là xem nhiệt độ cũng như là thời lượng pin nó tụt nó sẽ như nào nhá. Ok, mình đã vào bên trong cái tựa game PUBG Mobile. Và các bạn nếu như mà muốn theo dõi được FPS này, có thể hay là quay màn hình này, capture màn hình này, tăng tốc giải phóng bộ nhiều RAM, thì các bạn có thể gạt qua cái nút ảo này để vào cái chế độ các phím tắt nhanh của game Turbo. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, nó show cho chúng ta phần trăm CPU sử dụng này, nó hiện tại nó đang sử dụng là 23%, và khung hình thì hiện tại chưa chơi thì nó vẫn đang để mặc định là 60 fps. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái phần đồ họa của cái tựa game PUBG Mobile ở trên sản phẩm này, thì nó bật cao nhất chúng ta ở chế độ là HDR, và tốc độ khung hình thì đạt được là cực cao. Nếu như mà các bạn giảm xuống với smooth ấy, có nghĩa là đồ họa, có nghĩa là mức mượt ấy, thì frame rate nó sẽ đẩy lên extreme. Và ở đây Extreme thì các bạn sẽ kích hoạt được là 60 fps. Còn bình thường nếu như mà các bạn bật Max HDR này cùng với frame rate là Ultra này thì nó sẽ chỉ Max cho chúng ta được là 40 fps mà thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bắn thử một trận để xem là cái khả năng chơi game của cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào nhá. Ok, và mình đã bắt đầu bay, và thời gian hiện tại đây thời lượng pin của nó đang là 61%, đã tụt đi 1% rồi. Và đây bây giờ đang là 7:45, mình sẽ chơi đến tầm khoảng 8 giờ nhá, để xem trong vòng 15 phút nó tụt đi bao nhiêu phần trăm. Hiện tại thì mình đang trên máy bay, và ở đây FPS nó dao động là tầm khoảng 43, 41 đến 43 này. Hiện tại thì mình đang để ở mức đồ họa cao nhất là HDR và tốc độ khung hình là Ultra. Mình sẽ nhảy luôn xuống khu vực Military Bay. Đây là khi mà đang bay thì cái mức FPS nó cũng bị drop xuống tầm khoảng 30 này. Đó, drop xuống còn 30 luôn. Cho nên là khi mà di chuyển, lúc mà điều hướng bay này nó hơi bị khựng khựng một chút. Chúng ta sẽ bay luôn vào nhà C. Nói chung là mắt người với tốc độ khung hình là 30 fps thì cũng có thể cảm nhận được là mượt rồi, cũng không có vấn đề gì cả. Và mình đang chơi chế độ FPP, quên chưa chọn TPP, nhưng mà thôi không sao. Ơ phải, mình không chơi quen cái chế độ này, mình vẫn lại quên không chuyển, nhưng thôi cứ bán vậy.
Ôi con bot. Ok, chỉ là một con bot mà thôi. Quay. Như vậy. Ok, lại một con bot nữa các bạn ạ. Ok. Hiện tại thì cái mức FPS khi mà các bạn ở đây thì vẫn để max luôn chúng ta là 40. Nếu như mà các bạn muốn mượt hơn thì có thể đẩy xuống cấu hình mức thấp nhất. Hiện tại thì máy cũng đã hơi ấm lên một chút rồi các bạn ạ. Màn hình có tối không các bạn? Mình sẽ tăng max sáng lên nhé. Không có một khẩu súng xịn sò nào cả nhờ. Nhà này như bị lút rồi. Cẩn thận là có người. Nói chung là khá xịn sò các bạn ạ. Nói chung là chơi ngon. Chết cha, bấm nhầm. Nói chung dưới chúng nó bot, chúng nó bắn nhau rồi đấy. Ok. Ô. Này, bộ đồ đẹp thế nhỉ? Ra lút luôn. Ơ chết thôi, nhầm. Mình sẽ thử đẩy cái mức đồ họa xuống thấp nhất nhá. Đây, mình sẽ vào setting. Đẩy mức đồ họa xuống smooth đi. Để đẩy tốc độ khung hình lên cao nhất.
Để chúng ta xem có được 60fps không. Wow, thực sự là rất là mượt các bạn ạ. Đây mình sẽ show ra. Đây nó lên đến 60fps rồi. Và nếu như bạn nào muốn có một cái trải nghiệm mượt mà nhất thì mình nghĩ là nên để mức đồ họa xuống thấp nhất đi. Đó. Ôi. Vẫn còn đang màn hình lút đồ. May quá nó vẫn ở trong tầm bắn. Mình vừa nhìn thấy thính xong đi lút thính xem nào. Đó. Và khi mà mình chuyển sang chế độ HDR, chế độ Smooth cùng với tốc độ khung hình là Extreme này, các bạn có thể mình di chuyển đây FPS luôn ở 60. Nếu như mà các bạn muốn bắn nó mượt thì nên những game FPS thì nên cần những cái FPS cao, có thể tốc độ nó di chuyển nó nhanh hơn thì nên lựa chọn cái chế độ này để có thể cho có cái trải nghiệm mượt nhất. Mình thấy thính rồi. Quay thính nó luôn trong khu này. Wow, ốp luôn các bạn ạ. Ok. Wow, khi mà mình chơi lên thì cái nhiệt độ nó tỏa ra cũng khá là cao và nóng ở khu vực này. Khu vực phần viền này là nóng nhất. Và tản nhiệt chất lỏng ấy theo như mình thấy hình mở hộp ấy thì nó nằm ở khu vực này. Nhưng mà thì nó lại nóng ở trên khu vực trên này. Mình không rõ là chip nó để chỗ nào. Chắc là phần khu này hơn phần khu này thôi. Đâu vậy? Con bot nó bắn mình đâu vậy? À trên này. Láo nháo này. Đây thì mình thử di chuyển xe xem như nào nhá. Di chuyển xe thì tốc độ khung hình nó vẫn giữ luôn chúng ta là như vậy. Nhưng mà chơi ở chế độ FPP này thật sự là rất là khó mà mình không quen cho lắm. Lại thính kìa. Có bot bắn nhau. Ồ, nhiệt độ thực sự là chiếc máy này nó nóng lên khá là nhanh các bạn ạ. Cứ nghe tiếng boss nào. Ô. Sấy không cần bật tâm.
Ok, vậy là sau khoảng 15 phút, bây giờ là 8 giờ rồi. Thì mình đã test qua cho các bạn cái tựa game PUBG Mobile ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro này với con chip Helio G90T. Và mình thấy là cái trải nghiệm chơi PUBG Mobile ở trên sản phẩm này cũng khá là ok. Tuy nhiên thì nhiệt độ của nó thì nóng lên hơi nhanh một chút và mình thấy nó hơi khó chịu, mặc dù nó được trang bị khả năng tản nhiệt bằng chất lỏng đấy, nhưng mà mình thấy là khả năng tản nhiệt của con chip này nó không được ok cho lắm. Dù gì thì cái tiến trình sản xuất của con chip Helio G90T thì nó cũng chỉ trên tiến trình cũ là 12 nanomet, nên là cái vấn đề nhiệt lượng của nó thì chơi game nóng là không tránh khỏi rồi. À quên, chưa nói về cái lượng sử dụng pin cho các bạn, thì mình cũng có chơi thêm khoảng 5 phút nữa, thì lúc nãy là mình tính là 61% pin và hiện tại thì sau khoảng 20 phút chơi thì nó đã tụt xuống cho mình là 53%. Nói chung là cái thời lượng sử dụng pin của với viên pin 4500mAh trên sản phẩm này thì có thể giúp bạn thoải mái chơi game. Và trong khoảng 20 phút mà nó tụt chúng ta có chưa đến 10%. Nói chung như vậy là cũng ổn rồi. Ok, và đó là cái trải nghiệm của mình. Và lần sau thì mình sẽ test với tựa game Lego Mobile và để xem là cái trải nghiệm nó sẽ như thế nào. Còn các bạn nghĩ sao về khả năng chơi PUBG Mobile ở trên chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro? Thì xin mời lại kiến dưới phần comment. Một lần nữa xin cảm ơn cửa hàng Mobile City đã hỗ trợ mình chiếc Redmi Note 8 Pro để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.